Hello và xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đến với chương trình mình. Thế hôm nay chúng ta sẽ tục vậy. Cái gì vậy? Chúng ta sẽ tục với stick. Chúng ta sẽ tục với stick world legacy. Thì trước khi đầu giáo phải thường like cái nhà. Bật hết này lên, flash vui lên. Flash attack này. Ok, con ơi. Nếu là dam thì nhân 2 thôi. À tốt, chất độc là phải nhân 3 nhưng... Được rồi. Administration Unit đâu rồi? À ok con ơi, mình sẽ nâng hai cái này rồi. À thôi một, thôi con ơi. Hôm nay chúng ta sẽ làm về nên làm về cung hay kiếm ta, hay làm giáo vàng ta, hay làm về khổng lồ ta. Anh em chọn đi. À thôi mình sẽ làm về kiếm. Skin rất là đẹp con ơi. Ok ok. Nói về cái bản mod này thì mình ưng nhất là con bản kiếp giòn với cả bot rồi. Ưng thứ hai là con ấy, là con da stone. Còn thứ ba sẽ là con kiếm này vì kiếm nhìn rất là chất các bạn nhìn này. Kiếm xanh lét đầu nhìn chất lượng luôn các bạn ạ. Mình thấy mod này rất là đẹp luôn. À đúng rồi, mình quên mất đây là thường lệ nhá. Mod này được tạo bởi Slayer Gaming. Để mình check đã có đúng không? Slayer Gaming đúng rồi. Slayer Gaming con ơi. Thế nên các bạn nên vào ủng hộ nhá con nhá. Em biết rồi, làm cái mod này tốn thời gian lắm. Cái gì đây? Làm cái mod này tốn thời gian lắm các bạn ạ. Các bạn nên trân trọng. Trước mình thử rồi là đau khổ lắm các bạn. Nhưng không sao, không sao. Mình hy sinh vì các bạn đấy. Được rồi, đây rồi, kiếm sĩ. Để xem nào, mình sẽ cho gọi là những con này sẽ được bất tử tạm thời thôi. Ok. Nào, lên chém đi cu. Mưa đa. Được rồi, cuốn chân chấm xét. Nhờ, đâu từ đây ạ. Ok, 126 đam á, ít thế. Hơi ít bạn ạ. Ok, không sao. Mưa đa. Ok. À, khiêu chiến à. Khiêu chiến, ui, mới thứ một chém thôi. Cũng chỉ một chém thôi con ơi, không có tuổi nhá, không tuổi. Thôi, rút anh em ơi. Rút anh em ơi, đây, mình sẽ giữ cái con chiêu tạc khổng lồ của mình lại. Nào, một mình tao, chấp hết. Chúng mình vào đây, ta cần 5 luôn. Mega kill, mega kill, mọi người ơi, ăn mega kill. Wow, em bất tử nha. Đây con này bất tử này. Con này bất tử này. 12.000 máu các bạn, con này 12.000 máu cơ căng ghét luôn. Rồi được rồi, mình sẽ sử dụng phép triệu hồi, thật triệu hồi chứ thật. Bán kill sáng nhân triệu hồi chứ thật. Triệu hồi. Ra stone ra solo, ok. Hai con luôn bạn ơi, ok. Ba con luôn. Ok, bộ ba chất độc này, xem bộ ba chất độc này có thể làm gì không đây. Ok bạn ơi, anh em họ mini em ơi, mình hố lắm mình ơi. Đợt này view mình bị giảm nhiều quá anh em, giúp mình lên đi, giúp mình lên đi. Ok ok bạn ơi. Được rồi, chuẩn bị nào. Solo kill luôn này. Mày nhân, đời ăn tao á. Rồi ăn tao á. Ok ok. Nhọn. Wow. Châu đấy nhưng mà không có tuổi nhá. Không có tuổi. Không có level solo nhá. Ok. Không có level để solo. Chạy nhanh. Thôi lên chắn luôn anh em ơi. Sở tử luôn. Ui giời ơi. Sao mà đỡ được. Mày khiêu chiến hả mày? Ok. Nấu nào, xe tinh cà bao. Mất cửa sắt. Mất cửa sắt anh em ơi. Ok, mà chơi này con ơi. Tại sao nhảy anh em nhảy? Làm sao ấy? Dài vậy. Chơi luôn này. Ném giáo đây, chơi món ném giá đây bạn ơi. Đây, mình sẽ nâng cái này lên bạn ơi. Nâng, ok chưa? Này, chúng sẽ đối đầu với con khác đây. Ok. Cấp này là hơi non được bạn ơi. Rồi, làm gì chơi cho kiểu à. Đấy các bạn, từ từ đã, để mình chơi một con này. To lên này, ok chưa? Máu thì vẫn thế thôi, nhưng mà chứ không là cũng hết cứu đấy, thì bạn không có tựa đen đâu. Ok. Đấy, 4 chiến binh vĩ đại nhất cái khu vực này rồi. Ok chưa? To nhất cái khu vực này luôn, 4 con luôn bạn ơi. Ok, mình sẽ tạo ra một con đột biến. Đây rồi. To vật vãi anh em ạ. Uầy, chất luôn. Ok.
Tom vã ở mình quên mất mình phải cho con Tom vã này à. Bất tử này, ok chưa? Xem nào, mình sẽ cho thì bạn Kite Rider đi. Ok, ok. Ok, ok. À đúng rồi, Kite Rider trên trời đông đông một tí nhưng mà 3 con đi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10 con Kite Rider, Toxic. Để xem lại con không nha anh em. Anh em ơi, tại sao mà hả? Được rồi anh em ơi. Ô, Jotaro. Muốn chơi đâu đây xem này anh em. Wow đây mình sẽ cho triệu hồi 2 lần. Ông đâu cái mặt đấy lên. Wow cũng càng bét đấy. Chơi nào anh em ơi. Solo kill thích thèm chết. Ui Kaider Titan anh em ơi. Ok Kaider Titan. Ông đâu Kaider Titan quá là ghê gớm. Mày giỡn hả mày? Được anh ơi, anh mày giỡn Kaider Titan của con á. Cố lên làm tranh em ơi. Cố lên. Đánh đi, đúng rồi, đánh đi. Mày nhờn á. Nhờn á. Sao mà đỡ được anh em? Nhờn. Wow, còn đúng một con anh em ơi, còn sao đây là con trùng của mình đấy. Con trùng của mình tất nhiên là đứt con này rồi. Ôi nhưng mà còn một con thôi thì làm sao mà ăn được con này đâu quá. Đại ca của mình á, trâu vật văng nhưng mà đâu rồi, xem nào, máu nào. Số HP. Còn khoảng 8.000 máu được con ơi. Không ổn, gọi thêm tập quán à. Đâu rồi. Mưa đa. Solo kill mày. Rồi solo kill á, bút máu. Mưa tên. Tăng sức mạnh. Nhờn. Này, bất kể cả con được 12.000 máu vẫn bị chém đâu mọi người nha anh em. Không có đủ level đâu. Được rồi, chơi. Nhờn. Solo kill. Đòi ăn tao, không có đâu. Đây rồi, chết đi, đúng rồi. Easy. Được rồi. Teo. Thôi được rồi, qua đây mình sẽ nâng mỗi con kiếm đi cho mình lười quá. Ok chưa, nâng kiếm này. Lần này chắc là cho đông đi, bạn ơi, lâu lắm mình chưa cho đông đúng không? Ok, à thôi. Rồi mình nhớ ra cái này nhưng mà mình nhớ cái này nhân 1.000 lần đam. Hey, kiếm sĩ siêu cấp VIP Pro à, lên cấp 2. Oh. Mình sẽ solo anh em ơi, là này để đích thân mình sẽ ra solo. Nào Kaider chứ gì. Ok, thích thì làm xét. Siêu to khổng lồ đó con ơi. Thế nào, đâu rồi Kaider chứ gì. Đây vào đây. Chém xịt anh em ơi. Quên mất. Ê, ui mày có 42.000 đam luôn. Đàm quá là vĩ vương mọi người. Đến với Giant Stone này. Mình sẽ sử từng con một Giant Stone. Ok chưa, cực kỳ là khổng lồ luôn. Solo thôi mọi người, chứ còn con này nó không có tốc đánh. Chỉ có đam thôi, đúng không? Đam rất là khỏe. Ok chưa, nào chạy rất là nhanh. Chạy nhanh hơn với con bình thường luôn. Mày vào đây, quá ghê gớm. Thực ra là đánh được có khoảng 21.000 đam thôi. 54.000 đam. Ôi giời ơi. À mày solo á. Một nhảy 108.000. Áo thật. 108.000 con đây. Chất lượng quá. Mình sẽ thử tăng kích thước lên xem nào. Sức mạnh này nó đang tràn về. 1 triệu lần mới nhân 1 triệu lần rồi. Xem nào. Được rồi, lần này chúng sẽ phải đối đầu với cả siêu giáo Titan của mình em ơi. Tài solo không? Đấy á, nó 12.000 máu, mình cũng 12.000 máu này. Đấy á, mình chấp máu nó rồi. Úi giời, cũng không có cửa đâu. Một chọc hẹo thôi. Ui, 4 triệu máu. Mắc khỏe luôn ơi, đâu rồi. Mày nhờn á, vào đây. Chém tận Sapa luôn chứ, thôi được rồi. Mình sẽ nâng cấp cho con, tiếp theo là con Keep John các bạn. Được rồi, đây, Keep John đây. Ra đây, ra luôn đây. Wow, giáo siêu tàu khổng lồ à. Ok. Giáo siêu tàu khổng lồ à. Mày vào đây. Vào đây. 42 triệu máu cơ mà. Sợ gì, ngươi giờ mình còn có cả chống choáng nữa chứ. Bọn này không có tuổi nhá. Rồi, nhờn. Chém xịt đi nha mày. Mình đánh đi là không trúng cái vào phát nào. Cay thế nhở. Được lắm, mình sẽ nhảy em phát đi nha mày. Cú chém xuất chết 108 triệu máu. Ok, được rồi, mình sẽ làm cú chém xuất chết. Shut down, ok. Không tới nhưng mà cú nhóm xét. Mày nhờn không có tới. Ôi đi cố nhá. Thằng này solo kin à.
mày tự mày kiếm mày ngon đã, từ từ để tao xử luôn thì đã. Rồi mày tự mày kiếm to mày ngon á. Solo kill ta mày. Solo kill đấy, không có tự anh em ơi. Nguyên cấp cuối cùng nào. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 tí lần đam mọi ơi. Ô mất quyền kiểm soát, mất quyền kiểm soát. Mất 1.2 tỷ đam rất là chất lượng mọi ơi. Ok ok. Gọi bot ở đây. Wow. Bot mày là bot hổ. Người là bot đúng không? Chiotaro. Chio. À thằng này. Ôi trời, 2 tỷ máu phát đi mũi luôn anh em ạ. Thấy cái gì chơi anh em, bây giờ 2 tỷ máu đấy. 2 tỷ máu đấy. Vâng, giờ mình đã thành bố của bác chủ vũ trụ rồi. Không ai có thể cắn được mình nữa. Ô cái gì đây? Cái gì đây anh em? Con quái vật gì đây? Con quái vật gì đây? Oh no, oh no, mình không thể di chuyển được. Mình không thể di chuyển được bọn ơi. Oh no, oh no. Mình đã thua rồi sao? Mình đã kinh thức cái địch. Cái địch đã hạ được mình rồi. Oh no. Ủa nói kinh mình đâu nhé, mình không làm mình bọn ơi. Mà thôi, chắc clip bên này kết thúc bạn. Nếu mà like thì like skin nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.